Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn nào mà đang theo dõi kênh Ô tô 360 chúng tôi thì quý vị và các bạn cũng đã biết đợt vừa rồi chúng tôi nhập về rất nhiều những chiếc xe sedan phân khúc hạng B quý bạn nha, đặc biệt là những chiếc xe Toyota Vios vừa rồi chúng tôi nhập về rất là nhiều, đầy đủ các màu từ màu đen, màu trắng, màu bạc, màu xám. Riêng những chiếc xe màu xám thì chúng tôi nhập về còn mấy chiếc cơ. Cách đây 2 ngày thì chúng tôi cũng đã bán một chiếc xe màu xám như chiếc xe này đây. Hôm nay thì tôi lại về một chiếc xe khác màu xám thì tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe này nhé các bạn nhé. Đây là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E-MT, MT tức là phiên bản số sàn các bạn nhé, màu xám. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân. Chiếc xe này cũng đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Toàn bộ về cái phần ngoại thất các bạn thấy đây ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Chắc chắn rất là nhiều quý vị và các bạn bảo tôi giới thiệu xe nào cũng không đâm đụng, không va chạm. Thì nói thật với quý vị và các bạn, chúng tôi mua xe là chúng tôi cũng rất là chọn lọc, sàng lọc tất cả rồi. Những chiếc xe đẹp thì chúng tôi sẽ đăng bán ở trên đây. Còn những chiếc xe xấu hay là những chiếc xe lỗi thì chúng tôi có thể là không mua. Hoặc những quý vị nào mà có những chiếc xe lỗi đem ra đổi cát cho tôi thì chúng tôi cũng nhận lại những chiếc xe lỗi đó, nhưng chúng tôi sẽ đẩy về những cái vùng tỉnh để chúng tôi bán ạ. Tại vì những vùng tỉnh thì có những khách hàng không quan tâm về những cái việc xe đâm đụng hay là tai nạn. Cũng có thể là người ta chấp nhận được cái việc là xe đâm đụng và tai nạn, nhưng chỉ cần rẻ là họ cũng mua. Đấy, cho nên là những chiếc xe mà bị đâm đụng va chạm thì chúng tôi đẩy về cho anh em thợ ở tỉnh, người ta mua rẻ về, người ta bán rẻ cho những người có thể chấp nhận được cái việc đâm đụng va chạm các bạn nhé. Đấy thì tôi cũng xin chia sẻ qua một chút thôi, vì chúng tôi không bán xe lỗi, không bán xe tai nạn, tại vì là bán xe tai nạn lên đây thì nó sẽ mất uy tín. Đấy thì hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios E sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 7 vạn km rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E sản xuất năm 2019 màu xám số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh Ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy thì chiếc xe Vios 2019 này còn rất là mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Tất cả còn nguyên bản, từ keo chỉ, máy móc, các thứ là còn nguyên bản ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần động cơ của chiếc xe này. Toàn bộ những con ốc từ ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Ốc capo cũng còn nguyên bản, chưa có dấu vết gì cả, chưa có vết tháo các bạn nhé. Đây là cái phần capo, keo chỉ capo các thứ là còn nguyên bản quý bạn ạ. Đấy, ốc capo nguyên bản này, ốc tai này. Nói chung là tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản. Điều này chứng tỏ chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe tầm tiền khoảng hơn 300 triệu thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Ooh.